phẩm tóc bột mao này sử dụng nó rất là hiệu quả luôn các anh chị ạ. Nhưng mà trên thị trường thì nó rất là nhiều hàng giả, thì ngay bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn mua đúng hàng chính hãng nha, tránh mua phải hàng giả. Thì cái sản phẩm này á, ví dụ như cái dầu gội mộc mao này nè, thì khi ở lấy hàng về thì chúng ta hãy lắc qua lắc lại cái tem của nó, cái tem có chữ Tubi nè, là cái công ty mà đưa cái sản phẩm này ra thị trường đó, chúng ta lắc qua lắc lại nó phải phản quang giống y như thế này thì nó mới đúng là hàng chính hãng nha mọi người nha. Đây dán đầu và dán đuôi. Đó, và cái chai dầu gội, cái thành phần của nó như hồi nãy mình nói 100% thiên nhiên thì các anh chị có thể về xem chi tiết ha. Đó là cái chai dầu gội mộc mao. Tương tự đối với cái chai tinh dầu cũng vậy, thì đầu và đuôi của tem của sản phẩm nó đều phải có tem phản quang ha. Ở đuôi nó không có mọi người, nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái tem vỡ của Bộ Công an nè. Đó, dầu gội thì nó không có tem vỡ, nhưng mà nó sẽ có Tubi thì nó, à đây có luôn đó mọi người. Đây, nó có thêm một cái tem vỡ đây nữa mọi người. Đó, còn đối với viên uống nha, mọi người lưu ý viên uống á, thì ngoài, bởi vì cái dầu gội này với cái chai xịt tóc thì sản xuất tại nhà máy công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Thăng Long, còn cái viên uống thì sản xuất tại nhà máy công ty cổ phần dược phẩm Big Pharma. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì hai cái nhà máy này nó chuyên về hai cái dòng sản phẩm khác nhau. Đối với những sản phẩm uống thì Big Pharma họ sẽ có chuyên môn cao hơn, và đối với những cái tinh dầu xịt tóc hoặc gội ngoài da thì Thăng Long thì họ lại ưu thế hơn. Cho nên là để mà mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, thì đối với hai cái sản phẩm viên uống này thì công ty sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của là công ty cổ phần Big Pharma. Chính vì vậy cho nên nó sẽ có thêm một cái tem Big Pharma nữa mọi người nha, phản quang. Đó, tem Big Pharma cũng phản quang mà tem Tubi cũng phản quang. Và ngoài ra tất cả các sản phẩm của Mộc Mao đều có cái tem chống giả của Bộ Công an. Đây, tất cả luôn nha mọi người nha. Đây, Bộ Công an này, Tubi tem chống hàng giả này. Đó, đây cũng vậy. Thì đối với Mộc Mao thì sẽ có cái tem phản quang dán ở đây. Đó, và Tubi dán ở đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, cái vị trí dán tem thì nó không quan trọng, nhưng mà khi mà lấy hàng về thì nó phải đủ tem nha mọi người nha. Đó, đối mình nhắc lại nha, đối với dầu gội thì nó sẽ phải có tem của Tubi dán đầu và dán đuôi, và một cái tem Tubi của Bộ Công an. Đấy, đối với viên chai xịt cũng vậy. Còn riêng đối với viên uống và chai sủi á, thì nó sẽ có thêm một cái tem phản quang, tem bạc phản quang của Big Pharma nữa. Ngoài ra thì tem của Tubi đấy, và tem của Bộ Công an mọi người nha. Đấy, tại vì công ty tại sao phải dán tem chằng chịt như vậy, bởi vì nó có nhiều hàng giả, đơn giản như vậy thôi, chứ không ai rảnh mà đi dán nhiều tem như vậy đâu mọi người. Chi phí để sản xuất ra một cái tem, ví dụ như tem của Bộ Công an này, không phải muốn sản xuất là sản xuất đâu, mình phải đăng ký với trung tâm tem. Đây người ta có ghi rõ này, trung tâm tem chống giả của Bộ Công an, mà chi phí nó rất là cao nha mọi người nha. Ngay cả cái việc mà làm những cái tem phản quang như thế này, chi phí nó cũng rất là cao chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là mọi người mua hàng, mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp, hoặc là các bạn Zalo với em theo số là 0809 0974 7968 ha mọi người ha. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người ạ.